bé nữa. Giờ đi tìm thôi. Gì vậy? Ủa ra cầu mới sáng đây không á? Chỗ này ta ra chỗ sáng đây nè. Không thấy là lạ đó. À, cái sáng xe nó chở vào luôn. Đây là ra xe để đi ra cổng các bạn. Đây là phải có xe rước vào rồi là xe lại đưa ra cổng. Cái đi bộ thì chắc đi cả ngày không hết. Nó rộng ra lắm. Rồi khách nào ra về ra cổng lên xe luôn là lên xe chờ liền luôn nè, bước thẳng phía trước cho em lên chị. Xe chờ liền luôn nè, bước thẳng phía trước luôn. Đúng rồi, ra cổng ra về lên xe luôn. Lại là quên rồi đây. Rồi vô xem bên trong của em luôn đây. Cắt luôn. Rồi bán vé. Rồi đó luôn, cắt ra ngoài cho em đó, cắt hết luôn. Ra cổng để về đây. Rồi cắt ra ngoài cho em luôn. Không, wow. Sao anh có cái giật vư
xe đến đây là dừng lại hả? Bên này tới biển á, tới biển đâu kêu là ai kể thì lên xe, ai thủ dừng không đây hả? Dạ. Không đưa đi ra ngoài đường mà. Đài Nam văn hóa du lịch. Hẹn gặp lại. Xin chào quý khách. Kính chào quý khách. Đâu phải để đi chơi. Xin chào quý khách, bây giờ chúng tôi sẽ ra. Bây giờ chúng tôi sẽ ra bãi xe để tiến về Sài Gòn. Kính chào quý khách. Trong tất cả những suất thi đấu và biểu diễn tại Thủ đô Đại Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 đang xen những nội dung tranh tài hấp dẫn như đua ngựa, đua chó greyhound, đua xe go kart, biểu diễn jet ski và fly bò. Còn có một nội dung đặc biệt đó chính là biểu diễn quý khách nha. Hẹn gặp lại nha. Tên là công tác chia sẻ độc đáo tập trung vào việc thể hiện kỹ năng để thực hiện những động tác biểu diễn.